chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trên thế giới nhà bên ngoài mà có một cái nhà như thế này là tôi cũng thích. Còn bà nhạ, tại sao có sự ngăn cách và phân biệt nghiêm trọng dữ vậy? Bên này, trời ơi, cơm ăn áo mực đầy đủ. Anh em ơi, mực là cái gì? Cơm ăn áo mặc đầy đủ, đồ ăn không thiếu, kim cương đầy túi. Còn bên này thì sao? Tôi cũng chả biết nữa. Lao động là vinh quang hay cái gì trời. Bà cô ba đê ki da y du yo. Thật ra thì tự nhiên cái này Camui xem TikTok nhiều á, Camui bị ám ảnh cái câu này á mọi người. Ok và kêu xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho hết team của mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem hộ các bạn quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay Camui án theo lời các bạn. Các bạn à, Camui sẽ tiếp tục gọi là giải mã cái thang sắt của tôi đây rồi. Trời đất ơi, các bạn biết sao không? Tại vì bình thường Camui có một thói quen nhảy ở đây này. Và khi mà Camui nhảy ở đây thì chắc chắn đằng sau này sẽ có một cái thang sắt. Và sau đó Camui nhảy. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ biến mất rồi. Và các bạn biết nguyên nhân tại sao không? Tại vì đây không phải là map làng Hero của Camui đâu các bạn. Tại vì nếu mà làng của hệ Camui thì Camui chắc chắn biết mọi thứ xung quanh đây là gì. Nhưng không, đây không phải làng của Camui đâu nha. Mà đây là làng của Sammy TV. Chính là Sammy Đào, em gái của tôi đó các bạn. Các bạn có muốn Camui giải mã làng của Sammy không nè? Ok, nếu các bạn muốn thì các bạn hãy comment số 1. Và sau đó thì hãy xem hết video cùng với Camui nha. Rồi ok, đầu tiên chúng ta cùng xem là làng của Sammy à. Làng của Sammy đầu tiên là chúng ta cần xem nhà của những người khác. Nhà của Việt cái này có vẻ là bình thường này. Ở đằng trước cũng có con heo này. Chứ còn nếu mà là làng của Camui là không có con heo. Tính ra Camui quên mất. Đúng là Camui quên mất không nói thật đó các bạn. Đó chính là làng của Camui á. Thật ra nếu mà bạn nào để ý hoặc là tinh ý thì các bạn sẽ thấy là ở trước nhà của Việt sẽ không có mấy cái con heo đấy đâu. Chứ còn làng của người khác đầy đủ thì mới có nha. Còn ở đây, nhà của Simi có mấy cái gì ta? Có mấy cái khối kim cương này. Rồi tiếp theo qua nhà của Kairon xem nào. Nhà Kairon bình thường nha. Ok, bình thường. Nhà của Phong Cận thì sao? À, nhắc đến nhà Phong Cận thì mới nhớ lần trước Camui không đi review nhà đúng không? Thì có thể các bạn không biết đó chính là Phong Cận đó. Thật ra là Phong Cận đã trang trí rồi, nhưng mà nó ở map của Phong Cận. Còn Phong Cận thì không cập nhật với anh em ấy. Nên là lúc Phong Cận mà trang trí á, thì nó sẽ không có nhà Sammy ở trên này bình thường. Nhưng mà tôi ngắm thấy một thứ có gì đó không bình thường chút nào. Đó chính là trong này nè, ta-da! Đây chính là... là cái gì nhỉ? Hình như là chỗ vui chơi cho trẻ em thì phải. Nhưng mà cái này Camui nhớ là Camui từng quay một cái content cho Sammy rồi. Đó chính là kiểu gì ta? Camui biến thành chủ nhân của búp bê Sammy hay sao gì gì đó các bạn. Nhưng mà tôi nhớ là lúc đấy có trang trí như thế này đâu nhỉ? Điều đó chứng tỏ là Sammy đã thay đổi rồi các bạn à. Trời đất ơi, Sammy đã thay đổi cái khu vực này. Và sau đó thì sẽ làm content gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng qua chỗ khác nha. Ok, đầu tiên là chúng ta biết nhà Sammy là đã thay đổi như thế này này. Còn những nhà khác thì không có gì hết nha. Nhưng mà tại sao ở bên ngoài lại có một cái con robot kỳ lạ giữ người ta? Con robot này Camui nhớ đến... làm Camui nhớ đến gì đâu, biệt đội gì nhỉ, Titan đấy các bạn. Trong biệt đội Titan thì phải, nếu Camui không nhầm tiếp, tại vì cái phim hoạt hình đấy Camui đã xem từ rất là lâu rồi. Trong biệt đội Titan nó có một anh gọi là gì ta, anh người máy như thế. Đây là nhà Mimi thì có vẻ như là không có gì thay đổi này rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng thử qua nơi khác xem nào. Bên này là đường cảnh sát bình thường này, bên này là gì trời. Ok, ở trong này có vẻ như là đồ dùng mất sạch và hình ảnh cũng không có này, chắc là mạng nó bị làm sao rồi. Rồi bên này, tôi nhìn thấy trên đầu tôi là cái gì anh? Tôi thấy với mọi người là Sammy xây cái cục gì ở cái đống gì ở trên đầu này. Cái này là gồm có rất là nhiều màu nha. Cái này màu xám xám này, Camui này, hội chị em này, sau đó màu của hội anh em này, giúp của cái này là cái gì đây? Từ từ để tôi tìm điểm đầu coi. Điểm đầu đây đúng không? Có cửa vào luôn. Wow. Cái gì anh? Ở đây có một cái cánh cổng nè, từ để tôi thử bay đến cuối phương trời xem nào. Tự nhiên nó bị lỗ chỗ ở đây trời. Ok, bây giờ tôi sẽ bay đến cuối phương trời nha. Ui trời ơi, lỗ chỗ. Ủa cái này là cái gì đây? Cái này nhìn thích cực nha. Các bạn ơi, cái này không phải là Camui đang chơi đâu, mà cái này Camui đang bay á, nên là nhìn như này. Nhưng mà cái trò như thế này cũng rất là vui nha. Nhưng mà không hiểu sao có cái đinh ba ở đây. Không hiểu kiểu gì rồi các bạn ơi. Có vẻ giải mã làng của Sammy đến đây là kết thúc. Ủa đây là đám mây nè. Đám mây đây là kết thúc rồi. Ủa, wait a minute. Rốt cuộc cái này là cái gì ba?
Cái này hơi khó hiểu nhỉ. Có bạn nào biết là Sammy đã từng làm cái gì ở cái này thì các bạn hãy comment nha. Chứ còn trời đất ơi, cái này lần đầu tiên tôi thấy á. Trời, tôi không hiểu sao mà Sammy xây cái đống gì ở trên trời nữa. Đúng không? Cái này là trên trời đúng không ta? Từ từ tôi ra ngoài cái coi, Ờ đúng rồi, cái này là trên trời này, trên chỗ trường học này. À bên này đó. Được cái các bạn à. Sammy không chia map như Camu các bạn à. Tức là tất cả mọi thứ của Sammy đều ở một map hết, nên là bây giờ Camu chỉ cần nhờ Sammy mở phòng thôi là Camu có thể đi review cũng như là giải mã làng của Sam rồi các bạn. Còn đây là cái gì các bạn biết không? Cái này thì có lẽ là các bạn sẽ không biết đâu, tại vì cái này thuộc dạng hậu trường. Tức là cả Sammy từng hỏi Camu rằng: Camu ơi, chị chọn buồn bã hay là chị chọn vui? Thì Camu nói rằng Camu chọn buồn. Và đây là kết quả, Camu phải xây một cái căn nhà màu xám. Còn nếu mà Camu chọn vui thì biết đâu Camu đã phải được xây nhà màu xanh chứ không phải màu xám đúng không mọi người, hơi buồn. Còn bên này màu tím là của sợ hãi này, bên này màu đỏ là của tức giận thì phải, còn bên này là xanh hình như là vui tươi, nói chung là của gì đó Camu quên mất tiêu rồi. Các bạn nào nhớ thì các bạn hãy comment giúp Camu nha. Chứ còn Camu hơi quên nữa, tại vì cũng nói thế nào ta, nó cũng khá là lâu rồi. Ok, chúng ta cũng đi tiếp theo. Đằng sau này có cái gì đây, tôi cũng không rõ cái này là cái gì nữa. Cái này là cái gì vậy mà đen thùi lùi vậy? Đen thùi lùi vậy, mở được nè. Ô, mở được luôn nè. Từ từ, đen thùi lùi luôn đấy. Nếu mà đen kiểu như thế này chắc là chỉ có siro thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái nhà mà nó đen thật sự luôn. Trời, bình thường Camu xây á thì cũng gọi là có những cái màu khác để bổ trợ, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy một cái nhà nào mà đen từ trên xuống dưới như thế này luôn á. Trời, còn bên này là nhà của Sam này, có lẽ là màu đen và màu Sam mà kết hợp lại thì sẽ là siro và Sammy solo xây nhà đó. Rồi ok, đây là Camu đoán là Saka Sammy gọi là xây cái này nha. Rồi tiếp theo dưới này là một cái bức tường nào đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết bức tường này là gì nữa các bạn à. Rồi khoan, lúc nãy là Camu đi từ đường kia ra hướng này đúng không? Từ chúng ta phải review dần các bạn à. Cứ phải từ bình tĩnh, tại vì các bé sao không nói nhiều lắm á trời. Rồi tiếp theo là đâu rồi? Tôi đã cố gắng bay nhanh nhất có thể rồi các bạn. Đây là trường học thì không có gì này. Từ tôi ra góc này xem nào. Ui, ác quỷ. À, tôi nhớ cái này là xây nhà an toàn này các bạn. Tôi nhớ nè, đây là cái nhà của tôi nè, sau đó thì tôi xây lên trên này đó, xong rồi tôi xuống như này. Đây. Bing! Đó, rồi bing ạ. Bing! Đó, đây là cái cách xuống của căn nhà của tôi. Còn nếu mà lên á thì chúng ta phải lấy cái này, chúng ta cào nè, cào đất này đó, xong rồi ở đây có một cái nút bấm này. Đâu rồi? Đây. Đây đó, nút bấm lúc này là chúng ta lên trên này đó, còn xuống thì chúng ta chỉ việc nhảy xuống và ting. Ok, cái này phải nhảy cẩn thận. Hết hồn thật sự luôn á trời. Còn đây là nhà của Caron, thì nếu các mọi nhớ không nhầm thì Caron bắt chước hội chị em á các bạn. Tức là từ cái lava này xong rồi cái mầm cây thì chắc chắn nhá. Cái gì chứ còn cái mầm cây, tôi chắc chắn với mọi người là Caron bắt chước gọi là Sammy luôn. Còn bên này còn Sammy à, cái gì bắt chước Sammy ta? Chắc là xây đầu. Ừ, xây đầu là bắt chước Sam. Đó vậy á mọi người. Trời ơi, tôi bó tay luôn. Còn Sammy có một cái gọi là ra có cái bẫy này rất là thú vị này đó các bạn. Chúng ta chỉ cần đứng lâu một chút nha. Ủa sao đứng lâu mà không thấy cái gì chứ? Hay bẫy sập rồi. Quá lo. À hay là cần game mode không nhở? Hay là nó bị lỗi gì mất tiêu rồi nhá. Đây các bạn ơi, bẫy đầy các bạn à. Đó, và nếu mà chúng ta không game mode 1 thì chúng ta đã bị nhốt rồi như không các bạn à. Camu game mode 1. Ok, còn bên này thì là nhà an toàn của Sammy các bạn à. Nếu Camu nhớ không nhầm mật khẩu là 222 thì phải đó, đúng luôn. Mật khẩu là sinh nhật của Phong Cận. Còn bên này thì hình như không phải rồi. Từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hình như không được. Thế rồi, cái này trong này thì Camu không biết mật khẩu. Còn bạn nào đã xem video của Sammy và các bạn biết mật khẩu của Dương trong này thì các bạn hãy comment giúp Camu nha. Chứ còn Camu thì Camu không có biết. Đấy, ok. Còn bên này là một cái tường laser. À đâu, cái này không phải tường laser, là hình như nó là tường báo động thì phải. Ờ, đúng rồi, nó là tường báo động á. Còn bên này thì ủa sao cái lúc này là cái khúc này là cái gì trời, tôi không biết luôn ạ. Khoan. Trời ơi, tính ra cái này nó ở ngay gần nhà tôi đó mọi người mà tôi không để ý này. Đó chính là ở trên cái này là cái này là chỗ bán ga các bạn. Tự nhiên có một cái giải này và sau đó thì có một cái đầu của Siro ở đây. Ở đây có hẳn cái gọi là tivi này. Bên này là có chỗ ngồi chơi luôn, nhưng mà tôi không biết. Em xin lỗi chị Sam, em xin lỗi, em lỡ tay. Dạ, đây em đặt lại rồi. Ok, đầy đủ lại như cũ nha, em không có động gì đến chị nha. Đó, nói chung là Camu vẫn là khá là nhớ. Ô, khoan, bên này Sammy ở đây luôn à. Hình như Sammy đang làm cái gì đó ở đây. Hello Sam, hello baby, can you hear me? À tất nhiên là không rồi, tại vì bọn mình tại vì Sam đâu có thấy mình đâu. Ok, đây là cái đầu Sam mà Sammy xây làm cái gì đó, chắc có lẽ là theo Camu nghĩ là chụp thumbnail các bạn. Đó, và đây Sammy vẫn đang ở đây nha các bạn. Tức là Sammy vẫn đang làm việc nha các bạn, chứ không phải là ngồi chơi đâu nha. Đó, thấy không? Còn làm gì thì tôi không biết. Hay là bây giờ các bạn ơi,
tôi sẽ theo dõi Sammy. Đó, xem là Sammy làm gì. 7 hours later. Sam ơi, em có thể cử động được không? Sam ơi. Sam ơi. Thôi, tôi bỏ cuộc rồi. Tôi thất bại quá, tôi bỏ cuộc đây. Trời ơi, chờ Sammy lâu lắm trời, không biết làm Sammy làm gì luôn á, đứng yên từ nãy giờ nè. Bỏ tay luôn, thôi rồi, tôi đi qua việc khác, tôi làm việc khác, tôi còn phải đi giải mã map của Sam cơ mà. Tôi việc đâu mà đi theo dõi Sammy đúng không? Tại vì Sammy đứng yên hoài à. À, còn bên này nữa, cái này chính là kiểu nói chung là cái gì đó mà cuộc đua của hội chị em á mọi người. Bây giờ tôi sẽ đua thử cho mọi người coi nha. Đây, ở đây tôi biết mà, tôi biết ở đây có cái gì ra? Có cái cái gì nhỉ? À, cái thuyền. Trời ơi, tôi bị lú rồi mọi người. Đó, đi cái thuyền này nó khó ở cái chỗ nào các bạn biết không? Đó chính là cái thuyền này nó không di chuyển theo chuột của chúng ta đâu, mà nó di chuyển theo kiểu theo chiều của cái thuyền đó. Nên là để mà đi nhanh á thì chúng ta phải căn trước hết lại mọi thứ này đó. Xong rồi đến nơi là chúng ta mở cửa này rồi. Ok, bây giờ đến parkour thì nó khá là nó không dễ, nhảy á. Cái này á là do Camui đang game mất 1 á, nên là Camui nhảy Camui bay được và không bị gì ta, và không bị lava đốt. Chứ còn nếu mà Camui nhảy mà bằng game mất 0 á, tức là bằng sinh tồn á, là Camui toang nha. Ngoài ra còn cái này nữa, màn này cũng khá là khó nha các bạn. Màn này không dễ đâu nha các bạn. Tức là màn này á, bình thường là chúng ta nhảy lên đây thì chúng ta sẽ bị tạch á, và chúng ta không thể đứng yên được đâu. Và cái nhảy á theo định hướng này nó rất là khó. Nhưng mà hiện tại thì Camui đang đi giải mã cho các bạn coi, nên là vậy á. Và đây có sẵn cần gạt từ lần trước Camui làm rồi nè. Camui chơi rồi á. Còn bên này thì đi lên tiếp nè, rồi lại tiếp tục nhảy. Nhảy hơi fail các bạn ạ. Cái này thì nhảy hơi fail. Trời đất ơi. Ok, hết rồi. Còn sau đó thì chúng ta đi xuyên qua cái gì ta? Đi xuyên qua cái tơ nhện này nè, xong rồi đi qua cái này. Đi qua cái này thật ra là do Sammy làm thiếu á. Thật ra Camui có thể nhảy lên đây này, nhưng mà sau đó thì nhảy qua luôn. Nhưng mà thôi, vì lúc đấy là vì game các bạn, nên là Camui đã đi xuyên như thế này. Trời ơi. Sau đó tiếp theo là câu cá này, đào khoáng sản nè. Rồi sau đó thì là đi qua cái chỗ này làm chậm, nhưng mà Camui có trích để chạy nhanh á. Nên là Camui cũng thấy nó khá là bình thường, nó không nhanh chậm lắm. Nhưng mà nói chung là cũng khá là vui. Sammy xây những cái con map này rất là đầu tư nữa các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đi xem là chúng ta còn những cái gì nữa nha. Ở đây là có nè, đây là xây nhà hội chị em, nhưng mà theo phiên bản gọi là kiểu linh thú này. Phía dưới này chính là cá mập của Sammy. Đó, cá mập của Sammy. Sao nhìn nó chả có gì hết vậy? Lần đấy á, là Camui biến thành, Camui nhớ rồi, Camui biến thành con vật mà có cái màu của bản thân mình, nên là Camui không thể xuống được. Tại vì Slam á, mà xuống nước thì nó sẽ bị tan biến á, nên là không thể làm mà xuống được. Nên Camui không xuống để xem được. Nhưng mà ai ngờ đâu là nó cũng nhẹ nhàng, không có trang trí gì nhiều. Camui cũng tưởng là được trang trí nhiều các bạn, ai ngờ đâu là cũng không có nhiều lắm. Còn trên này là gấu tuyết của Simi nè. Trời ơi, đáng yêu chưa kìa. Đáng yêu thật sự luôn á. Và ngoài ra cái Simi còn để phía bên ngoài mấy bé gấu tuyết nè. Còn Camui thì tất nhiên là Slam, thì nhà Slam mà mọi người. Đó, ok. Còn lúc đấy là Sammy cũng biến thành cá mập cơ, hay lắm mọi người. Rồi tiếp theo, bên này là cái gì đây ta? Trời ơi, tôi nói nhiều mà tôi cảm giác tôi hơi khàn giọng, mà mọi người cho Camui uống miếng nước nha. A few moments later. Rồi, tiếp theo đây lại tiếp tục là một cái nhà. Tôi cũng chả biết, hình như cái nhà này như kiểu cái đâu cái gì ta? Cái bé cá mập, nhưng mà gì ta? Nhưng mà có cái đeo cái găng tay kia, xong rồi cổ vũ cố lên. Các bạn nhìn nó giống cực luôn. Còn bên này thì là hội chị em đổi màu này các bạn ơi. Lúc này là nếu Camui không nhầm thì là Camui phải xây nhà màu xám, Simi phải xây nhà màu hồng, Sammy phải xây nhà màu xanh, còn Mimi phải xây nhà màu xanh dương các bạn à. Và đây là kết quả của tôi. Tính ra tôi xây cũng dễ thương chứ bộ, đúng không mọi người? Nè, như kiểu một bé chuột đang kiểu há miệng á mọi người. Còn nếu mà đóng lại thì sao? Đóng lại thì đây, đó, như dễ thương như này mà hỏng hiểu sao tôi bị chê á mọi người. Tôi hỏng hiểu sao tôi bị chê luôn, trong khi nhìn nó dễ thương này mà. Các bạn có thấy dễ thương không? Nếu các bạn thấy dễ thương thì các bạn hãy comment số 3 cho mình biết nha. Chứ còn tôi là tôi thấy hơi bị suy. Trời ơi, đây là màu xanh. Trời ơi, lúc đấy tôi nghĩ gì vậy? Trời. Ok, chắc là tôi đang trầm cảm với màu xám quá mọi người. Còn đây là nhà của Sim nè, còn bên này là của Sam, thì chúng ta cùng xem Sam xây như thế nào nha. Bên này là của Sam thì đúng chuẩn nhà. Nói chung là thật ra nói về xây dựng thì Camui không thể nào mà như Sim Sam được. Với cả Mimi á, thật ra Mimi xây nhà cũng rất là đẹp luôn đó mọi người. Nhưng mà Camui thì chỉ biết xây 4 bức tường xong rồi xây mái như thế này thôi. Không biết có bạn nào giống tôi không, đó
chính là Camu chỉ biết xây 4 bức tường, sau đó xây mái lên như thế này thôi, chứ còn để xây như kiểu Simi như này nè, hoặc là xây kiểu như Sam này và trang trí đằng trong rất là đẹp thì Camu không có làm được cả. Có bạn nào làm được thì các bạn hãy comment giúp Camu nha, chứ còn tôi thì tôi chịu. Đằng này vẫn còn cái gì nữa nè. Cái này là mới nha, hình như cái này cũng khá là dài. Ê, dài như kiểu là trên này á mọi người. Ê, có khi nào mà hai cái này nó lên. Ê, sao trên kia nó, hình như trên kia vẫn còn nhỉ. Ủa sao lúc nãy, ủa lúc nãy tôi không để ý phía đằng trên cũng có thứ gì đó luôn đó các bạn. Chờ, từ từ để tôi đập thử tôi vào xem nào. Đó, đây, trả lại như cũ nha. Còn trên này thì tôi sẽ đập nha mọi người. Từ từ, à, bay lên, chơi nhưng mà bay lâu quá trời. Rồi ok, để tôi xem nào. Tôi cứ tưởng trên này phải có cái gì nó thú vị hoặc là hay lắm, nhưng mà thực tế thì chả có gì hết trơn đấy trời. Sao không có gì vậy Sam? Ủa gì kỳ vậy? Đây là block mây này các bạn. Đó, block mây. Gì lắc hả? Mặc lắc hả trời? Trời, mặc lắc hả? Cái gì vậy? Ồ, rõ ràng là tôi xuống dưới này đấy. Tính là không đúng nha. Lúc này rõ ràng khi mà các môi đập thì là các môi cầm trên tay cái block này. Và nhưng mà tại sao lúc này nếu mà lát thì nó sẽ block nó chết không được đập chứ? Tại sao bây giờ cái gì, chuyện gì xảy ra vậy Sam ơi? Đừng giấy ra Sam, em có làm thì ra là hình như cái block mây này nó bị lỗi nên là chúng ta không thể nào mà đi qua mây được. Ra vậy. Còn phía dưới này là cái gì đây? Trời ơi, tôi thề với mọi người ấy, là Sammy xây nhiều lắm luôn đó các bạn. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi vào. Không có cửa hả? Không có cửa thì thôi, mình tự tạo cửa cho bản thân đi các bạn. Các cụ bảo rằng con đường là từ cái miệng mà ra, hoặc là chúng ta đi nhiều thì sẽ thành cái đường thôi. Đó, nên là đó, việc gì thì chúng ta cứ phải làm quen tay rồi chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ tạo ra một con đường của chính mình. Rồi chúng ta cùng... Ôi, gì vậy? Wow, có vẻ như là Chiron, Zero Official, Mr. Việt, Phong Cận TV. Ủa, bên này thì lại không có gì đấy Sam. Tại sao bên này thì có các kênh của mọi người mà bên này thì hội chị em? Hội chị em là ngồi chơi các bạn ạ. Chúng tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi, còn việc những việc khác thì để anh em lo. Đây là những anh em thì có tên, của chúng tôi thì không cần tên đó các bạn ơi. Bên này là hội chị em sung sướng chưa kìa. Trời ơi, bên này là nấu ăn nè, bên này là ngồi chơi nè, bên này cũng ngồi chơi nè, và bên này còn có cả đồ ăn nữa nè. Còn bên này thì sao? Chắc là phải ngồi này để làm việc đó mọi người. Ê, nói chung là đúng là hội chị em có khác, làm cái gì á cũng gọi là thiên vị hội chị em mình. Đúng được, cái này thì 10 điểm nhá Sam. Giờ rồi ok, còn bên này đằng sau bên này. Wow, cái này là cái gì vậy? Trời ơi, trên này là đám mây nè, cây là cây kim cương nè, táo là táo vàng nè, bể bơi cũng là từ kim cương luôn. Và bên này là cái gì đây? Wow, cái này như kiểu là một bữa tiệc của hoàng gia các bạn. Trời ơi, nó hiện đại mà. Cái này làm các mui nhớ đến những cái bữa tiệc mà của phương Tây á, mà người ta hay xây một cái bàn dài ơi là dài, xong rồi cả hơn chục người vào ngồi một chỗ các bạn. Đúng kiểu phương Tây luôn á trời. Còn bên này là cái gì đây? Chắc không phải là kim cương rớt dạ rồi. Đúng luôn, kim cương rớt dạ là các bạn. Đó, đúng là kiểu cần kim cương là có kim cương ấy các bạn. Trời ơi, thích dữ vậy trời. Trên thế giới nhà bên ngoài mà có một cái nhà như thế này là tôi cũng thích. Còn bạn ạ, tại sao có sự ngăn cách và phân biệt nghiêm trọng dữ vậy? Bên này, trời ơi, cơm ăn áo mực đầy đủ. Mực là cái gì? Cơm ăn áo mặc đầy đủ, đồ ăn không thiếu, kim cương đầy túi. Còn bên này thì sao? Tôi cũng chả biết nữa. Lao động là vinh quang hay cái gì trời. Trời ơi, một bên giàu một bên nghèo phân cấp thật sự luôn á. Bên này thì còn là nào là dính kiểu gì tao tơ nhẹ này, nào là cái các thứ này. Trời ơi, tôi không biết là rốt cuộc là Sammy làm gì với cái chỗ này nữa. Có bạn nào biết thì các bạn hãy comment giúp Camu nha. Chứ mà thật sự là cái này là Camu không có biết, tại vì cái video này là Camu không có phụ cho Sam này. Camu không biết. Trời ơi, nhà đến cái cột trụ nó còn bị nở, cái là thì ra cái cột nó cũng không có này. Trời ơi, đây là còn có gì kinh dị vậy? Bên này thì có cái em bò, bạn bò. Các bạn biết tại sao mình biết không? Tại vì lúc nãy mình nhìn qua cửa này mình thấy bạn bò nhìn mình á. Chào bạn, bạn không chào mình, bạn khinh mình. Ok, bạn luôn. Ok, còn bên này là ruộng này, ruộng cũng bị nát tanh mành luôn, không hiểu sao luôn. Còn bên này là gì đây? Vẫn là tiếp tục. Ê, giàu rồi nghèo rồi đến giàu ạ. Ê, đây là em bé Phong Cận này mọi người. Trời ơi, nhìn cưng ghê luôn á trời.
rồi. Mà thật sự là không biết các bạn có bạn nào mà thắc mắc giống với Camui không? Đó giờ Camui luôn có một cái thắc mắc nho nhỏ. Các bạn có để ý không? Da của Camui hiện tại ở trong Minecraft ấy, là da màu trắng đúng không? Nhưng tôi không hiểu tại sao mà Phong Cận, đây các bạn ơi, các bạn hãy nhìn đi, Phong Cận để cái da của Phong Cận nó là một cái màu hồng hồng, mà nó màu kiểu nó như kiểu là bị gì ta, kiểu như kiểu là dùng tắm nước nóng trong một thời gian dài ấy. Trời, tôi thề với mọi người ấy, giống lắm luôn á. Đây này các bạn thấy không, da da nó cứ hồng. Tôi thề mọi cái lúc mà tôi xây tượng cho Phong á, tôi thấy khổ lắm luôn á mọi người. Đây đó, các bạn thấy không, da màu hồng luôn. Còn da tôi thì đây, da tôi trắng trẻo xinh xắn như này cơ mà, đâu có hồng như thế kia đâu. Nên là đó giờ Camui vẫn thắc mắc á, và Camui có hỏi Phong Cận thì hình như Camui từng hỏi Phong Cận rồi, và sau đó thì Camui không có đáp án. Thú vị thật sự. Ok, chúng ta cùng đi xem tiếp là cái map của Sami sao nha. Nói chung là Camui đi giải mã map nhưng mà Camui cũng kiên trì là không đập phá nha mọi người. Có đập phá thì chúng ta sẽ về chỗ cũ, và sau đó thì chúng ta có đập phá như thế này thì chúng ta cũng phải lấp lại nhờ cho Sami đàng hoàng nha các bạn. Đó, người ta giải mã gọi là có gì ta, có văn hóa nó như vậy đúng không mọi người. Ok, và có vẻ như phía đằng trên này của Sami thì hết rồi đúng không ta, có lẽ không còn gì nữa. Nhưng mà các bạn biết sao không? Thật ra Camui cũng muốn xuống phía dưới á, tìm hầm cho các bạn lắm. Nhưng mà các bạn biết gì không? Là Sami mở phòng không cho Camui gót lại. Thế là Camui không thể nào mà có thể đi gọi gì ta, Camui game mất không và xuống hầm cho các bạn xem được. Tại vì tôi có xuống được hầm đâu, bây giờ tôi chỉ đập xuống rồi thôi. Đấy, tôi chỉ đập xuống. Wow. Camui biết mà, tại vì ở phía dưới cái gì ta, phía dưới làng Hero Team á là có một cái hờ, gọi là cái hang động á. Nhưng mà tôi không thể nào mà tôi gọi là đập xuống để cho các bạn coi ấy, được đây nè. Làm sao để cho các bạn coi, ví dụ như là mini war chẳng hạn, thì Camui có thể ngã xuống ngủ kiểu nó sẽ ta ngồi xuống á, nằm xuống á để cho các bạn coi được. Nhưng mà ở trong Minecraft thì cái trick đấy nó không hoạt động được. À khoan, tôi vừa soi thấy một cái nữa, đó chính là cái này. Cái này đó chính là Sami quay cái gọi là mất trí nhớ. Nhưng mà cái công trình đấy nó gọi thì ta nó chiếm diện tích lớn quá nên là Sami phải xóa đi. Nhưng Sami lại quên mất không xóa cái xe mỏ này. Tôi thề với mọi người, tôi bỏ tay xa em tôi luôn á. Lúc mà tôi thấy cái này tôi cũng thấy quái lạ, sao Sami không xóa vậy ta. Nhưng mà ai biết đâu là Sami xóa lỗi, tôi hứa với mọi người là Sami xóa lỗi luôn đó mọi người. Trời ơi, tính ra Sami á, nói chung là làng của Sami thì không có nhiều, chỉ có duy nhất một làng thôi. Nhưng mà chỉ cần review cái một cái làng này thôi là tôi cũng nói hết nước hết cái từ nãy giờ, tôi mỏi miệng quá rồi. Nên là các bạn ơi, nếu các bạn xem video của Camui, các bạn hãy xem một Camui quảng cáo từ 5 đến 10 giây để Camui bây giờ là có tiền thêm mua nước nha các bạn. Chứ còn tôi giải mã này tôi khô họng quá mọi người ơi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi này. Và tiếp theo các bạn muốn Camui giải mã làng của ai thì các bạn hãy comment nha. Rồi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.